Uh, xin chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục học môn quản trị server 2 Bài học số 2 của chúng ta đó là dịch vụ uh, DSP, Tức là dịch vụ cấp phát địa chỉ IP động Dynamic Hot Configuration Protocol Chúng ta sang mục tiêu của bài học này, các nội dung chính của bài học này Nội dung bài học hôm nay chúng ta gồm các mục như sau Mục thứ nhất là chúng ta giới thiệu về cơ chế hoạt động của dịch vụ cấp phát động Dynamic Hot Configuration Protocol, viết tắt là DHCP thứ hai là cài đặt dịch vụ DHCP trên Windows Server 2008, thứ ba là chúng ta cấu hình DHCP Server, thứ tư là chúng ta cấu hình DHCP Server thứ năm là chúng ta có các câu lệnh kiểm tra và thứ sáu là chúng ta xây dựng ở DHCP Relay relation thứ nhất là chúng ta cái slide thứ nhất đó là lợi ích của việc sử dụng uh, dịch vụ cấp phát động DHCP. Thế thông thường chúng ta thấy là chúng ta thông thường chúng ta trong việc cấu hình địa chỉ TCP IP tĩnh thì chúng ta chúng ta phải uh, nhập địa chỉ IP thủ công bằng tay, chúng ta đến từng máy chúng ta nhập. Thứ hai là chúng ta cái việc gán địa chỉ IP như vậy chúng ta có thể dẫn đến gắn sai địa chỉ IP, có thể subnet mắt hoặc gateway hoặc tham số DNS sai uh, và tiếp theo một phần tiếp theo đó là chúng ta gặp vấn đề truyền thông. Khi chúng ta định sai địa chỉ IP thì có thể là nó bị sai địa chỉ mạng, sai subnet mắt và nó có thể dẫn đến không truyền thông được. Đến việc uh, Cấu hình địa chỉ IP tĩnh là người quản trị mạng chúng phải đến, phải đến trực tiếp từng máy và chúng ta đặt cho từng cái địa chỉ IP cho từng máy một. Như vậy là rất mất thời gian. Chúng ta uh, chúng ta sang việc cấu hình cấp phát địa chỉ ở uh, TCP IP động. Chúng ta trên hình vẽ chúng ta thấy là chúng ta có hai máy, có một máy gọi là DHCP server và máy này sẽ có nhiệm vụ là cấp phát địa chỉ IP cho các máy DHCP client. Khi chúng ta cấu hình khi chúng ta sử dụng Uh, DHCP client nhận địa chỉ IP từ server thì uh, DHCP server sẽ tự động cấp cho các, các máy tính của chúng ta với thậ, các tham số về địa chỉ IP như vậy địa, việc cấu hình DHCP tự động thì có các cái mục đích như sau thứ nhất là địa chỉ IP chúng ta được nhận tự động các máy tính được nhận tự động địa chỉ IP được cấp giải một cấp một giải trên DHCP thứ hai đảm bảo tính nung đắn. Uh, khi chúng ta khi chúng ta cấu hình trên dhcp server thì tất cả mọi sự thay đổi của dhcp server thì nó sẽ cập nhật trên máy khách và như vậy là các máy các máy tính của chúng máy khách của chúng ta không bị sai cấu hình sai địa chỉ và thứ hai là trong và thứ ba là máy chạm được cập nhật liên tục tức là khi dhcp server uh, có sự thay đổi thì chúng ta các cái tham số cấu hình của dhcp thay đổi thì nó tự động nó cập nhật cho cái máy khách của chúng ta như vậy đấy là lợi ích của việc sử dụng uh, địa chỉ, dự, sử dụng dịch vụ DHCP mà thông thường dịch vụ DHCP thì chúng ta thông thường sử dụng trong các hệ thống mạng đó là có sự thay uh, trong hệ thống mạng lớn hay có sự thay đổi thì chúng ta nên sử dụng uh, máy chủ DHCP để cấp phát địa chỉ IP động cho từng các máy khách trong hệ thống mạng của chúng ta chúng ta sang tiếp cái slide tiếp theo đó là phương thức DHCP xác định địa chỉ IP chúng ta nhìn trên hình vẽ sau chúng ta có một DHCP server chúng ta có ba DSP Client có 3 máy PC, một máy chúng ta đặt địa chỉ IP tĩnh và hai máy còn lại chúng ta DSP Client 1 và DHCP Client 2 chúng ta sẽ đặt địa chỉ IP động. Thì trong quá trình trong quá trình trong quá trình cấp phát địa chỉ DSP thì gọi đó gồm hai quá trình quá trình thứ nhất là các máy tính máy tính Client nhận hay gọi là thuê địa chỉ IP từ một DSP và quá trình gọi là lease generation Ví dụ ở đây ở trong cái hình vẽ này chúng ta thấy là địa chỉ IP 1 ở trên DHCP cấp phát các địa chỉ IP, chúng ta thấy địa chỉ IP 1 sẽ được cấp cho uh, DHCP client 1, địa chỉ IP 2 sẽ được cấp phát cho um, DHCP client 2 và một địa chỉ IP thứ ba có thể sẵn sàng cấp phát cho các máy các máy trong hệ thống mạng của chúng ta. Như vậy quá trình gồm hai quá trình, quá trình thứ nhất là lease là quá trình uh, quá trình thuê địa chỉ IP Quá trình thứ hai là sau một như vậy là thuê phải có một thời gian thuê đúng, sau một thời gian thuê thì là các máy có thể là thuê một cái gì thuê một cái địa chỉ mới thì như vậy có quá trình thứ hai gọi là li li release có thể thuê một cái địa chỉ ip mới hoặc một cái địa chỉ ip đã tồn tại như vậy ở cái slide số hạn ở cái hình này tôi đã trình bày cho các bạn có có hai bước hai bước của quá trình cấp phát động đó là quá trình Jason và quá trình li release quá trình thuê và quá trình giải phóng xin thưa mới. À, và cái hình tiếp theo ở chúng ta sẽ xem cơ chế hoạt động cấp phát địa chỉ của DHCP trong hệ thống mạng của chúng ta như thế nào. Ví dụ ở đây chúng ta trong cái hình này chúng ta có thấy có hai DHCP, DHCP Server 1 và DHCP Server 2 và trong đó có ba máy client như vậy. Bây giờ chúng ta xem là DHCP Client một bây giờ muốn cấp một địa chỉ IP, à, muốn, muốn xin cấp một địa chỉ IP động thì bây giờ quá trình nó diễn ra như nào? Thì đầu tiên là chúng ta thấy đầu tiên là DHCP Client sẽ gửi gói tin broadcast lên toàn bộ hệ thống mạng DHCP Client sẽ gửi gói tin broadcast lên toàn bộ hệ thống mạng và gói tin này gọi là DHCP Discovery và nó sẽ gửi broadcast trên, trên toàn bộ hệ thống mạng và khi đó chúng ta thấy là toàn bộ các máy tính trong hệ thống mạng đều nhận được gói tin đó nhưng chỉ những cái máy gọi là DHCP server thì mới có có trách nhiệm xử lý cái gói tin này như vậy chúng ta thấy ở đây là hai DHCP server 1 và DHCP server 2 sẽ tiếp nhận gói tin và tiếp tục và gì nhỉ? trả lời cái cái gói DHCP uh, trả lời mấy khách này bằng cách là nó gửi ra máy chủ DHCP gửi gói quảng bá, gói tin DHCP offer. Và uh, nó sẽ nó sẽ gửi trong toàn bộ gửi broadcast trong toàn bộ hệ thống mạng biết. Và trong cái gói tin DHCP offer này có chứa thông tin về uh, thông tin về các server ví dụ server một thông tin địa chỉ IP là bao nhiêu rồi là giải cái cái địa chỉ nó cấp hát được là bao nhiêu. Uh, tương tự thông tin của DHCP server hai là thông tin địa chỉ ip của nó là bao nhiêu tên máy nó là gì và địa chỉ của nó giải địa chỉ cấp là bao nhiêu và nó gửi trong một broadcast trong toàn bộ hệ thống mạng và như vậy tất cả mọi máy tính trong hệ thống mạng đều nhận được cái gói tin này và như vậy chúng ta thấy ở đây là dscp client có thể nhận được là một hoặc là hai có thể một hoặc hai uh, gói tin từ nhiều dscp server và như vậy nó sẽ chọn cái, uh, cái dscp server nào thông thường thì là dscp client sẽ chọn cái DSP gửi cho nó nhanh trả lời nhanh nhất à, và trong cái gói thì nó chứa thông tin của là máy chủ DSP server như vậy sau bước đó thì máy máy DSP client chúng ta sẽ gửi broadcast gói tin gửi trong toàn bộ hệ thống mạng và trong gói tin này có chứa thông tin của của DSP server như vậy là như vậy ở đây là DSP server 1 và DSP server sẽ máy hạ chủ DSP 1 sẽ gửi quảng bá gói tin Uh, um, gói tin uh, phản hồi ACK đến mình và như vậy là um, và như vậy là DHCP 1 sẽ gửi gói tin vào broadcast trong toàn bộ hệ thống mạng và um, và máy DHCP client chúng ta sẽ nhận được địa chỉ IP từ DHCP server 1. Như vậy đây là quy trình, đây là quá trình cơ chế cấp phát địa chỉ IP động trong cái hệ thống mạng của chúng ta. Chúng ta sang slide tiếp theo. À, tiếp theo là máy chủ xác thực uh, máy chủ DHCP xác thực cái máy chủ DHCP uh, DHCP xác thực là gì chúng ta thấy là trong hệ thống mạng domain của chúng ta trong môi trường domain chúng ta có thể có nhiều DHCP server ví dụ ở đây chúng ta có một uh, domain controller và có rất nhiều, có hai hai DHCP server như vậy vấn đề ở đây là ở uh, DHCP là, là, khi nó yêu cầu là như ở slide trước là nó muốn xin một địa chỉ IP từ DHCP server như vậy là DHCP server nào sẽ được, uh, được quyền sẽ được quyền cấp phát địa chỉ uh, quyền cấp phát địa chỉ IP cho cái máy khách trong Domain Chúng ta sẽ xem sau nhé Thứ thứ nhất là máy máy DHCP Server 1 uh, DHCP 1 sẽ kiểm tra với Domain Controller để lấy danh sách các máy chủ xác thực Rồi Nếu máy chủ DHCP tìm được một địa chỉ IP trong danh sách đó thì dịch vụ bắt đầu hỗ trợ và hỗ trợ máy chạm DHCP Tức là nếu mà uh, DHCP Server 1 đã gửi yêu cầu uh, danh sách với Domain Controller và nếu mà domain controller là xác thực là DHCP server là đã xác thực và như vậy là DHCP 1 là có được phép cấp phát địa chỉ IP uh, cho các máy trong domain tương tự với máy chủ DC DHCP 2 thì cũng kiểm trị gửi DC để uh, lấy được một danh sách các máy chủ DHCP xác thực và DC gửi lại là máy chủ DHCP không tìm được địa chỉ trong danh sách dịch vụ sẽ không được uh, khởi động để hỗ trợ máy chạm DHCP. Như vậy chúng ta thấy là DHCP server 2 không được xác thực, không được có quyền cấp phát địa chỉ IP cho các máy trong domain. Chính vì vậy là chỉ có những cái server, như vậy chúng ta hiểu là trong trong hệ thống mạng domain của chúng ta tất chỉ những cái DHCP server đã được xác thực thì mới được quyền cấp phát địa chỉ IP cho các máy khác. Như vậy bây giờ là DHCP client sẽ yêu cầu yêu cầu sẽ yêu cầu địa chỉ IP và như vậy chỉ có server 1 mới có khả có quyền là gửi cấp phát địa chỉ IP động cho máy các máy trong domain cụ thể là máy DHCP client một chúng ta thấy như vậy là máy chạm DSCP nhận được địa chỉ từ máy chủ DHCP xác thực cái việc này rất quan trọng trong chúng trong 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 chúng khi chúng ta triển khai hệ thống mạng trong các domain thì chúng ta phải xác thực chúng ta phải xác thực là trong quá trình cài domain tí nữa chúng ta sẽ um, cài đặt và chúng ta phải xác thực là cái máy chủ DCB này là đã được xác thực trong domain rồi thì nó mới được quyền cấp phát địa chỉ IP cho các máy trong khách các máy trong hệ thống mạng. Và thông thường các máy DCB muốn xác thực thì chúng nó phải là thành viên của domain, tức là là member của DC